Mạnh Cường Audio xin kính chào quý khách. Tự Hào là đơn vị uy tín tại Đắk Nông, chuyên phân phối thiết bị âm thanh, ánh sáng, màn hình LED từ các hãng thương hiệu nổi tiếng. Xin chào tất cả mọi người nhé. Ngày hôm nay thì Cường sẽ làm một cái clip để so sánh cái chất âm giữa hai bộ micro. Một là bộ micro Shure ULXD24D quý anh chị ha. ULXD24D là đua quý anh chị nhé. D là đua ha, đua là hai tay. Và với cái bộ này thì nó có cái model là ULXD4Q nữa quý anh chị ha. Nếu 4Q á, 4Q thì nó sẽ có 4 tay micro, 4 channel ha. Thì đây là D, đây là dual channel. Dual channel thì nó sẽ có hai vế ở đây nha, 1 và 2. Còn nếu như mà Q thì nó có 3 và 4 ở bên góc này nữa ha. Đây thì đây nó đang có một khoảng trống của anh chị này. Và hai tay mic của nó đây quý anh chị. Cơ sẽ review trước ha. Lát nữa cơ sẽ so sánh chất âm. Quay nó bị chói đèn quý anh chị ha. Nó bị chói, chúng ta nhìn cũng không được chi tiết lắm. Nói chung thì nhìn chung thì tay có trầy nha. Tay thì có trầy xước nhưng mà không đáng kể, rất là ít ha. Thì cái bộ này mình đang bán với giá là 58 triệu này. Và có bớt một chút định cho quý anh chị khi chúng ta alo nha. Giá mình bán ra là 58 triệu và có bớt một chút cho quý anh chị nha, khi quý anh chị chúng ta alo trực tiếp nhé. Tại vì cái giá mà bớt đó, mình không báo trên này được, mất công đụng chạm một số anh chị mua bán nhé quý anh chị đó. Thì bộ này đang dùng hai đầu Vesta 87A này quý anh chị ha. ULXD24D quý anh chị nhé. Đây hàng đẹp nhé, red cũng đẹp lắm đó, rất đẹp luôn quý anh chị ạ. Tên con cái hơi lộng, tí chêm cao su của nó vào. Đây đẹp lắm quý anh chị ha. Đó, thì cái bộ này mình đang bán với giá là 58 triệu và có bớt cho quý anh chị này. Đó, bộ này đây. Tí nữa mình sẽ khui ruột gan cho quý anh chị xem luôn nhé. Trong clip này thì Cường sẽ so sánh, nói chung là review chi tiết cả hai bộ và so sánh chất âm của hai bộ một lúc cho quý anh chị chúng ta xem luôn, cho nó chi tiết nhé. Đó, thì đầu tiên đây là bộ Shure sử dụng đầu Vesta 87A có giá 58 triệu. Và tiếp đến là một bộ micro sensor EM3532 tay SKM5000 và sử dụng đầu ME5005. Và hai tay này thì được mạ chrome nguyên con quý anh chị ha. Đó, hai tay mạ chrome nguyên con. Đó. Đây. Nói chung là đây ngay cái chỗ con ốc này này. Ốc này chắc là người ta tháo ra, người ta mạ cho nên là nó hơi bị tróc chút xíu ngay chỗ này, rất là nhìn không thấy ha. Đó, thì mình báo chi tiết cho quý anh chị thấy, nó hàng khá là đẹp. Thì mạ chrome nó sẽ mắc hơn màu rin ấy, tại vì mạ chrome chúng ta cầm không có sợ trầy xước nha. Không sợ trầy xước, không sợ hao mòn. Đó, và nhìn cái mic thì nó rất là sáng sủa quý anh chị ha. Nhìn rất là nổi, rất là đặc biệt. Thì cái bộ này có giá 38 triệu và cũng có bớt một chút định cho quý anh chị khi chúng ta alo trực tiếp nha. Đó. Đây thì như cái tay này thì có một tay, chắc là có lẽ trong quá trình người ta mạ, người ta có mài bớt chút xíu, giống như người ta mạ bị dày quá, người ta mài bớt chút xíu ở đây, nó hơi hở chút xíu đây, nhưng mà cái này thì không ảnh hưởng ha. Đó, đó là nhìn chung mình nhìn như thấy thế thôi, chỉ còn nó chả ảnh hưởng gì hết, rất đẹp luôn, hoàn hảo luôn các chị ha. Đó, đây là red server của nó, red cũng rất là đẹp nhá. Red server sensor EM3532 quý anh chị ha. Thì nếu như mà theo mình nghĩ á, hai cái bộ này nếu mà giá mới á, thì giá nó xem như nhau quý anh chị ha. Hai bộ này nếu mà mới thì giá chắc có lẽ là nó cũng xem như nhau, mình không đoán chính xác được, nhưng mà giá cỡ tầm đó. Những cái bộ này mới chắc cũng tầm cỡ trăm, hơn trăm. Còn cái bộ ULXD này á, hai tay này thì mới hơn 100 đó quý anh chị nhá. Nó hơn 100, quý anh chị chắc giá có thể ra được cái giá mới của nó. Đó. Đây. Và bộ này 38 triệu nha. Bộ SKM5000 này giá 38 triệu và có bớt cho quý anh chị một chút ít này. Đó. Và bộ Shure thì giá 58 và vẫn có bớt cho quý anh chị. Sau đây Cường sẽ tháo ruột của hai cái red server. Red server Shure và red server Sen cho quý anh chị chúng ta xem thử nhá. Đó, và sau đó thì Cường sẽ test chất âm luôn trong một clip này. Thì quý anh chị chịu khó theo dõi nhé. Bây giờ Cường sẽ tháo nha, sẽ tháo nắp cho quý chị xem nha. Rồi và bây giờ thì Cường đã tháo nắp hai cái red server này ra rồi. Đầu tiên là cái bộ ULXD24D có giá 58 triệu. 58 triệu là giá hàng cũ quý chị nhé, giá đã qua sử dụng nha.
còn giá mới nó thì trên 100 nhé, hơn 100. Còn cái bộ sensor này 38 triệu nhưng giá mới nó cũng khoảng trên 100 luôn đó quý anh chị ha. Đây là bên trong ruột gan của cái bộ ULXD 24D. 24D là 24 đua quý anh chị ha, 24D là đua đó. Đây, đây là cái bộ nguồn của nó quý anh chị ha. Bộ nguồn này. Đó, rất là đẹp ha. Đây mình bị quay nó bị chói quý anh chị ha. Đẹp lắm, long lanh luôn nhá. Quay ánh sáng không được tốt quý anh chị ạ, tại vì mình quay nó không có được chuyên nghiệp á. Mấy anh chị mà chúng ta đầu tư về ánh sáng để quay phim á thì nó lằng nhằng, còn Cường thì không có chuyên môn về cái quay phim. Quay review đôi lúc nó không được chi tiết lắm, mong quý chị thông cảm nhé. Nói chung mình là quay nghiệp dư mà. Đó, đây là cái ruột gan của cái bộ ULXD24D. Có giá cũ là 58 triệu và có thương lượng nhé, có bớt một chút ít thôi, không bớt được nhiều. À, tiếp đến đây sẽ là rep của cái bộ 5000. Nói chung rep này thì chúng ta ghép được nhiều loại tay ha, tay 5002 rồi tay 5000, tay 2000, kể cả là mấy cái tay mà Evergroup 100G3, 500G3 thì ghép vào được hết đó. Nếu mà đúng sóng thì ghép được hết quý anh chị ha. Đây là một gam bên đó của nó. Theo mình cảm nhận thì nó thật sự là không biết tại sao, giống như là mình có thiện cảm với lại sensor hay sao đấy. Mấy cái dòng SKM 5000 này thì Cường rất là thích. Mặc dầu giá nó rẻ hơn cái bộ xua quý anh chị ha, nhưng mà Cường rất là thích. Giống như là nó ăn trong cái máu mình. Mình rất là thích chất âm của cái bộ sen SKM 5000 trở lên. 5000 rồi 5002 nhá. Đó. Đây là ruột gan nó rất là hầm hố quý anh chị nhá. Và rất đẹp này. À, đây là cái mặt sau, mình quay mặt sau cho quý vị xem luôn này. Đây là mặt trước nha, mặt sau đây. Mặt sau thì chả có gì. Đó. Hàng rất đẹp quý anh chị nhá. Bộ này rất đẹp đó. Đấy. Quá đẹp luôn. Đây. Đó, rồi bây giờ thì Cường sẽ gắn nắp lại và Cường sẽ test chất âm của hai cái bộ này cho quý anh chị chúng ta nghe thử chất âm của nó nhá. Hello cả nhà. Và bây giờ thì Cường đã chuẩn bị sẵn sàng rồi ha, đã cấp nguồn cho hai cái bộ micro này rồi. Và sau đây thì Cường sẽ tiến hành review sơ lại một lần nữa cho quý anh chị chúng ta xem rõ hơn. Và Cường sẽ test thử chất âm của hai cái bộ này để cho quý anh chị chúng ta đánh giá xem chất âm của cái bộ nào sẽ phù hợp với chúng ta hơn nhé. Thì chưa test thì Cường cũng có một khẳng định rằng là không có cái bộ nào gọi là hay hơn, mà mỗi bộ nó sẽ có một cái hay riêng của nó và có một cái chất riêng của nó, tùy theo sở thích của chúng ta nhé quý anh chị. Đây là cái tay sensor của quý anh chị. Như theo mình cảm nhận thì cái tay sensor cầm lên nhìn nó đẳng cấp hơn nhé. Nhìn cái tay sensor nó đẳng cấp hơn sen quý anh chị ạ. Không biết thì theo ý kiến quý anh chị sao, như theo cảm nhận của Cường là như thế ha. Cường sẽ zoom lại gần cho quý anh chị xem chi tiết hơn cái tay này nhá. Đang bị chói cái ánh sáng quý anh chị ha. Đó. Theo mình cảm nhận thì nhìn cái cây sensor cầm lên nó đẳng cấp hơn. Ha. Nói chung cầm lên nhìn nó đắt đỏ hơn. Đấy, như thế đấy. Đây là hai cái red server. Đây. Cái server của Sua thì quay vào không thấy được cái chữ quý anh chị, tại cái red server cái màn hình nó trắng. Đó. Rồi sau đây Cường sẽ test thử chất âm của hai bộ này quý anh chị ha. Đầu tiên thì Cường sẽ test cái bộ Sua trước đi. Và sen thì mình sẽ test sau nhá. Xin chào mọi người nhé. Và bây giờ thì mọi người đang nghe Cường đang nói ở trên cái micro Sua ULXD24D sử dụng đầu Beta 87A nhé quý anh chị. Và sau đây thì Cường sẽ test thử chất âm của cái bộ micro này. Và xin mời quý vị cùng đến với một đoạn vocal trên ca khúc Một Thuở Yêu Người. Rồi Cường sẽ lên nhạc nhé quý anh chị ha. Thì hai bộ micro mình sẽ hát chung một bài. Rồi Cường sẽ dùng hai cái ứng reverb song song quý anh chị nhé. Không có dùng delay nhé. Hai ca khúc thì hai bộ micro Cường sẽ hát chung một bài. Chưa thuộc lời nhé, Cường nhìn cái màn hình chút xíu nhé quý anh chị. Cuộc tình dĩ vãng đã trôi đi vào quên lãng,
kỷ niệm cũng chỉ là cơn sóng mơ hồ. Nếu chúng mình cứ tiếc nuối ân tình, yêu chỉ cho tâm hồn mình thêm vỡ nát trong giấc mơ dài. Một đời vẫn nhớ đến nhau cho dù nguy khó, mộng đẹp bỡ ngỡ dìu nhau lối đi về. Ngỡ đâu rằng sẽ giữ mãi trong lòng câu yêu thương muôn đời càng thêm lưu luyến một thuở bên người. Cuộc tình dĩ vãng đã trôi đi vào quên lãng, kỷ niệm cũng chỉ là cơn sóng mơ hồ. Nếu chúng mình cứ tiếc nuối ân tình, yêu chỉ cho tâm hồn mình thêm vỡ nát trong giấc mơ dài. Ngày nào tình thơ mộng bên nhau, hướng đêm trinh nguyên tình nồng ấm. Gối chăn thật yêu dấu những ân tình thơ ấu, tay trong tay nhau hẹn ngày mai sẽ giữ mãi mãi ước mơ đầu. Ok. Rồi quý anh chị, chúng ta vừa nghe thử chất âm của bộ micro Shure ULXD24D sử dụng hai đầu Bestar 87A. ULXD24D có nghĩa là dual quý anh chị nha, dual channel là hai tay micro nha. Và sau đây thì cũng trên một ca khúc đó, Cường sẽ test thử chất âm của cái bộ micro sensor EM3532 SKM5000 sử dụng đầu ME5005 có giá 38 triệu và cái bộ Shure này thì có giá 58 triệu quý anh chị nha. Và quý anh chị lưu ý rằng là hai bộ đều có thương lượng cho quý anh chị. Rồi sau đây xin mời quý anh chị chúng ta nghe thử chất âm của sensor. Ok, và bây giờ thì mọi người đang nghe Cường đang nói trên cái micro sensor SKM5000 sử dụng đầu ME5005 và chạy trên cái red server sensor EM3532. Và sau đây cũng trên một ca khúc đó, Cường sẽ test thử chất âm của cái bộ sensor này và quý anh chị chúng ta nghe và chúng ta sẽ cảm nhận và đánh giá xem rằng là bộ nào nó sẽ vừa ý với quý anh chị hơn nha. Rồi sau đây xin mời quý vị cùng nghe thử chất âm của micro sensor SKM5000. Ok, và bây giờ thì Cường sẽ lên nhạc nhé. Cường hát chung một bài quý anh chị nhé. Lên nhạc bằng nhau và hát cùng một hiệu ứng reverb luôn. Rồi lên con reverb bên này. Sau đây xin mời quý anh chị nghe một thở yêu người hát trên cái micro sensor SKM5000 sử dụng đầu ME5005. Cuộc tình dĩ vãng đã trôi đi vào quên lãng, kỷ niệm cũng chỉ là cơn sóng mơ hồ. Nếu chúng mình cứ tiếc nuối ân tình, yêu chỉ cho tâm hồn mình thêm vỡ nát trong giấc mơ dài. Một đời vẫn nhớ đến nhau cho dù nguy khó, mộng đẹp bỡ ngỡ dìu nhau lối đi về. Ngỡ đâu rằng sẽ giữ mãi trong lòng câu yêu thương muôn đời càng thêm lưu luyến một thuở bên người. Cuộc tình dĩ vãng đã trôi đi vào quên lãng, kỷ niệm cũng chỉ là cơn sóng mơ hồ. Nếu chúng mình cứ tiếc nuối ân tình, yêu chỉ cho tâm hồn mình thêm vỡ nát trong giấc mơ dài. Ngày nào tình thơ mộng bên nhau, hướng đêm trinh nguyên tình nồng ấm. Gối chăn thật yêu dấu những ân tình thơ ấu, tại trong tay nhau hẹn ngày mai sẽ giữ mãi mãi ước mơ đầu. Thôi ok. Đó, mình hát khúc ngắn ngắn vậy thôi cho đỡ tốn thời gian quý anh chị ha. Và quý anh chị chúng ta vừa nghe chất âm của bộ micro sensor SKM5000 nha.
sử dụng đầu ME5005 và chạy trên cái Red Server EM3532 và đang có giá bán là 38 triệu và tay mạ Chrome nguyên con quý anh chị nha. À, và bộ SUA thì có giá 58 triệu, bộ sensor SKM 5000 thì có giá 38 triệu và cả hai bộ này đều có bớt một chút ít cho quý anh chị. Khi quý anh chị chúng ta có nhu cầu và chúng ta alo trực tiếp hoặc là có thể kết bạn với Cường qua Zalo quý anh chị nha. Và số điện thoại liên lạc của Cường đó là 0946734646. Bây giờ xin chào tất cả mọi người và hẹn gặp lại mọi người vào một cái video tiếp theo.